Nhớ lại hồi còn trẻ, tôi muốn làm họa sĩ. Tôi từng vẽ poster quảng cáo ở một rạp chiếu phim được một thời gian. Nhưng giám đốc rạp chiếu phim chê tôi vẽ quá trừu tượng, thiếu tính thương mại, còn khăng khăng nói tôi ảnh hưởng doanh thu phòng vé của họ nữa chứ. Ông ta đúng là dựng cá chém thớt. Tôi nổi giận liền bỏ đi ngay đó. Không được rồi, cảm giác không đúng, không đã chút nào. Tôi phát hiện dụng cụ thiết kế này không phải dùng để xịt lên giấy báo đâu ha. Vậy anh muốn phun lên đâu hả? Còn cách nào nữa đâu anh Bạch à. Đành phải cống hiến bức tường của nhà anh thôi vậy. Không thành vấn đề. Tường bên này có được không? Vừa hay cả căn nhà đều là hình bóng của vợ cũ tôi. Ức chế thiệt đó. Thật hay giả vậy? Xịt lên tường nhà anh thật sao? Đúng. Bỏ cũ lập mới. Nếu muốn xây dựng cái mới thì phải phá bỏ cái cũ trước. Thay đổi tâm trạng thì phải bắt đầu từ thay đổi môi trường trước chứ. Không sai. Các anh muốn lật đổ thì tôi buộc phải thêm gạch thêm ngói. Dù cho các anh muốn tháo căn nhà của tôi ra thì tôi cũng đành phải cắn răng nén đau, đồng ý mà thôi. Hả? Xin. Bức tường bên này nè. Nguyên tắc của chúng ta chính là không ép buộc bản thân. Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó thôi. Muốn làm. Quá muốn làm luôn. Ừ. Vậy thì bắt đầu đi chứ. Bắt đầu. Đúng là có cảm giác nghi thức rất là thần thánh. Theo tôi thấy thì Davin đã chuyển thế nhập vào người tôi. Bạch Vin tôi bắt đầu thôi. Thư thái bay lượn. Không tệ. Không tệ nhá. Tôi phải gửi cho đám trẻ chơi quy động chớp nhoáng xem thử coi. Đầu bếp thợ dạy học, dân thất nghiệp cũng biết chơi nghệ thuật. Xong rồi. Đây là con gái của tôi, Tiểu Lôi. Anh đúng là quá lắm. Thẻ điện đã hết điện rồi, anh còn phải gọi điện thoại cho em, kêu em tới làm. Anh là cán bộ lớn cỡ nào hả? À phải rồi, thẻ điện này xài hết rồi, anh nhớ phải đi mua đó. Ôi trời, nhờ em có một chút chuyện, đâu ra nhiều lời vậy chứ. Thẻ xanh này là để nạp khí ga mua ở tòa nhà. Sau này trong nhà hết điện, hết ga, hết nước rồi, anh phải nhớ nạp kịp thời. Đừng có gọi điện thoại cho em hoài. Ly hôn rồi, anh cũng nên tội nghiệp cho em chút chứ. Đồng hồ ga ở nhà bếp, đồng hồ điện và nước anh khỏi lo, có người đến thu tiền định kỳ. Còn tiền internet thì luôn đóng nửa năm, anh phải nhớ cho kỹ đó nha. Anh nhìn em như vậy làm gì? Anh mắt kỳ lạ quá. Nhìn thấy em xinh đẹp, nảy sinh ý xấu rồi sao? Nảy sinh ý xấu? Tặng không, quỳ xin, anh đây cũng không cần. Nhìn em một cái thì đã sao chứ? Anh cũng đã nhìn em 20 năm rồi, anh sợ cái gì chứ? Em sợ anh nhìn tới không dứt ra được thôi. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Em đừng có tự mình đa tình nữa. Nhìn em là đã đề cao em lắm rồi đó. Được rồi, thôi không nói nhảm nữa, em đi đây.
Bạch Chí Dũng, từ lúc nào thành nghệ thuật gia rồi? Anh lên cơn sao? Xịt bức tường thành ra như vậy, hoa què lòe lẹt, em nhìn mà muốn chóng mặt. Thay đổi, đây chính là một kiểu thay đổi. Anh phải mau chóng xua đuổi hình bóng của em ra khỏi căn nhà này mới được đó. Đây là tác phẩm nghệ thuật do ba nhà nghệ thuật Nhịp Dư, Lam, Bạch Hoàng cùng nhau sáng tạo nên. Rực rỡ biết bao nhiêu chứ, tự do biết là bao nhiêu chứ. Cũng rất độc đáo đó. Chỉ là viết sai một chữ rồi. Chữ nào? Chữ nào đã viết sai rồi hả? Chữ đầu tiên ở bên trái. Chữ đó đọc là gì vậy, thầy Bạch? Bảo đó, cô Cảnh à. Bạn học à, đó là chấn trong chấn động, không phải là bảo trong bảo vệ. Đúng vậy thật hả? Em xem anh vốn có năng lực quan sát nhạy bén như vậy, sao lại không phát hiện ra được chứ? Cũng may chưa công khai triển lãm, nếu không đúng là mất cái mặt già này quá rồi. Với chút năng lực quan sát của anh, phát hiện ra được cái gì chứ? Chỉ có thể phát hiện chút buồn bực hẹp hòi của bản thân anh. Còn lực đổ, xịt bức tường dơ này là lực đổ rồi. Anh ngốc sao? Vẫn là tự mình nói dối mình thôi. Đây đâu phải là của anh viết đâu chứ. Đây là của anh Hoàng Cửu Hằng viết mà. Đầu bếp chết tiệt, vô văn hóa này, thật là đáng ghét mà. Có một chữ cũng viết không đúng nữa. Càng đáng ghét hơn là Thiên Lam ngu kia, còn là giảng viên đại học Khoa Trung cũng không phát hiện ra được. Đáng bi ai nhất là đã cho em một cơ hội và lý do để phê bình đã kích anh. Được rồi, đừng có nói người ta vừa bi ai vừa đáng ghét nữa. Anh mau chóng sửa lại cái chữ sai đó đi. Em đi đây, tiếp tục bảo vệ cuộc sống vui vẻ của anh. Mong anh có một cuộc đời mới. Đúng vậy, sinh ra dễ, sống cũng dễ, sinh sống lại không dễ. Vậy anh vừa không nên sinh, vừa không nên sống, mau chóng chết cho rồi. Lâm Thiên Ngu à, anh lấy giùm cho em chai dầu gội đầu mới mua đi. Để ở trên bàn trà ngay hành lang đó, ở trong túi ni lông bên dưới. Cảm ơn anh. Ê, còn kem tẩy tế bào chết nữa, ở bên trên bàn trà kia. Đã ăn hiếp tôi tới mức này rồi, tôi còn phải hầu hạ cô. Anh nói gì vậy? Em không nghe thấy. Không nói gì hết, không cần nghe thấy, chỉ cần nhằn thôi. Ê, chuyện gì nữa đây hả? Anh có thể nào chà lưng giùm cho em không? Thượng Quan Tuệ, em đúng là quá kiên cường rồi đó. Trước đó em nói với anh như là đinh đóng cột, không còn cảm giác với hôn nhân nữa. Bây giờ em hay rồi, còn ở đây diễn trò vợ chồng ngọt ngào với anh. Có giả tạo hay không vậy? Thú vị lắm sao? Đồ nhỏ mọn. Nhỏ mọn hả? Trong lòng tôi còn có lỗ hổng rất là lớn nè. Lâm Thiên Ngu à, anh lấy giùm cho em chai dầu gội đầu mới mua đi. Để ở trên bàn trà ngay hành lang đó, ở trong túi ni lông bên dưới. Cảm ơn anh. Ê, còn kem tẩy tế bào chết nữa, ở bên trên bàn trà kia. Đã ăn hiếp tôi tới mức này rồi, tôi còn phải hầu hạ cô. Anh nói gì vậy? Em không nghe thấy. Không nói gì hết, không cần nghe thấy, chỉ cần nhằn thôi. Ê, chuyện gì nữa đây hả? Anh có thể nào chà lưng giùm cho em không? Thượng Quan Tuệ, em đúng là quá kiên cường rồi đó. Trước đó em nói với anh như là đinh đóng cột, không còn cảm giác với hôn nhân nữa. Bây giờ em hay rồi, còn ở đây diễn trò vợ chồng ngọt ngào với anh. Có giả tạo hay không vậy? Thú vị lắm sao?
Đồ nhỏ mọn. Nhỏ mọn hả? Trong lòng tôi còn có lỗ hổng rất là lớn nè. Phải đi vệ sinh rồi. Ba ngại lắm. Ba, đã 4 tiếng đồng hồ không tiểu, phải tiểu rồi. Ba ngại lắm. Được rồi, để tôi làm. Được rồi, được rồi đó. Nè, tiểu đi. Ba thấy ngại. Nhưng mà thấy ngại thì cũng phải tiểu thôi. Còn nói cho ba biết, nín thì bể, con không lo nổi đâu đó. Ai khó chịu người đó biết thôi. Nè, nghe lời, nâng mông lên một chút đi. Ôi trời, để em làm cho. Ba thấy ngại. Nè, từ từ. Từ từ thôi. Không phải là tiểu được rồi sao? Cứ yên tâm đi ha, nước tiểu không có chảy ra ngoài đâu. Nè, ba nhìn nè. Nè, nước tiểu chảy ra quá trời luôn. Ba đó, ba cứ yên tâm thoải mái ngủ một giấc đi. Ngủ dậy rồi bệnh sẽ khỏi thôi. Sau khi ba khỏi bệnh rồi, ba còn có thể tiếp tục với vợ ba cãi nhau nữa, đúng không nào? Thằng quỷ này. Hả? Cảm ơn con. Có rồi ha. Thoải mái quá. Nè, Lam Thiên Ngu. Dạ. Nếu như ba không có bị bệnh, có phải con cũng có thể gọi đầu giúp ba không? Được chứ, không thành vấn đề. Nhưng mà ba, con có một điều kiện. Nói đi. Không được uống rượu đế nữa, chỉ được uống bia thôi, hơn nữa nhiều nhất là 2 lon. Được không hả? Được. Nói phải giữ lời đó nghe. Giữ lời, giữ lời. Nè, Thiên Ngu à. Anh đã vất vả rồi. Không vất vả. Đây không phải là việc con cái nên làm hay sao? Cho dù sau này chúng ta sẽ ra sao, ông già vẫn mãi là ba của anh.